Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận lực lượng nghiệp vụ của đơn vị này vừa đẩy đuổi một tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển, đồng thời lực lượng chức năng cũng tiến hành lập biên bản vụ việc. Trước đó, vào 6 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 8, đồn biên phòng Cồn Cỏ phát hiện có một tàu cá nước ngoài đang hoạt động trên vùng biển Việt Nam, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 11 hải lý về hướng Tây Bắc. Biên phòng Quảng Trị đã huy động lực lượng triển khai truy đuổi, áp sát tàu cá nói trên, kiểm tra nhanh. Biên phòng Quảng Trị xác định đây là tàu cá Trung Quốc, mang số hiệu 12328. Trên tàu có 4 thuyền viên, biên phòng Quảng Trị đã lập biên bản vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam và cho điểm chỉ vào hải đồ. Ngoài ra, đơn vị này đã quay phim lại, phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo và đẩy đuổi tàu vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 2020. Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá năm 2020 là một năm đặc biệt bởi đại dịch COVID-19 không chỉ là một cuộc khủng hoảng về y tế mà đang làm đảo lộn tình hình thế giới với những thiệt hại to lớn về sức khỏe, sinh mạng con người, làm suy giảm nghiêm trọng về kinh tế, thương mại, đầu tư, gây bất ổn trong đời sống chính trị xã hội. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam đã tập trung làm tốt vai trò kiến tạo, phát triển và quyết tâm hành động, đổi mới, tái cơ cấu kinh tế bền vững, tự cường và chuyển đổi sang nền kinh tế số, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo hiệu quả. Thủ tướng khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Và dù khó khăn biết mấy, người Việt Nam vẫn thường lạc quan rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Thủ tướng tin tưởng vào tương lai chung tốt đẹp của Việt Nam và các nước trong cộng đồng quốc tế. Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, thưa quý vị và các bạn, dù nước ta không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 trong sáng nay, thế nhưng đến thời điểm này đã có thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 không qua khỏi. Cụ thể đó là bệnh nhân số 996, 28 tuổi, có địa chỉ ở xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đây là trường hợp bệnh nhân tử vong do COVID-19 trẻ nhất Việt Nam hiện nay. Bệnh nhân COVID-19 996 tử vong sáng ngày hôm nay tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được chẩn đoán là viêm phổi do COVID-19, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân bạch cầu, cấp dòng lympho, suy tủy giảm 3 dòng tế bào. Trong khi đó, thì bệnh nhân 957 là nữ 67 tuổi ở Liên Chiểu, Đà Nẵng. Bệnh nhân bị suy thận mạn, đái tháo đường, tai biến mạch máu não, di chứng liệt nửa người phải. Như vậy, tính đến nay Việt Nam đã có Đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 689 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Về công tác điều trị, đã có 663 trên 1.038 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. 124 ca có xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần về virus nCoV. Hiện trong số các ca đang điều trị có 13 trường hợp tiên lượng nặng và nguy kịch. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi cách ly là 61.100 trường hợp. Trong khi đó, tính đến thời điểm này thì toàn cầu đã ghi nhận gần 25 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 841.000 ca đã tử vong và hơn 17 triệu bệnh nhân đã được hồi phục. Trong khi còn một số thời gian nữa thì vẫn còn mới có thể phát hiện được vaccine chủng ngừa COVID-19. Hiện tại thì dịch bệnh này vẫn đang có rất nhiều những diễn biến đáng lo ngại. Ngày hôm qua, Hungary thông báo sẽ đóng cửa biên giới lại trong tháng 9 vì lo sợ dịch bệnh COVID-19 gia tăng. Đây là quốc gia EU đầu tiên siết chặt lại những hạn chế theo cách nghiêm ngặt như thế này. Trong khi đó, Pháp cũng đang phải đối mặt với tình hình dịch bệnh căng thẳng. Trong ngày hôm qua, nước này ghi nhận tới gần 7.400 ca mắc mới, chỉ thấp hơn mức kỷ lục gần 7.600 ca trong giai đoạn đỉnh dịch của làn sóng COVID-19 đầu tiên hồi cuối tháng 3 năm nay. Thực tế càng trở nên lo ngại hơn khi thứ ba tuần tới, hơn 12 triệu học sinh tại Pháp sẽ quay lại trường học. Cuba gần như đã kiểm soát được dịch COVID-19. Tuy nhiên, 6 tuần gần đây, số lượng ca mắc mới gia tăng, đặc biệt là tại thủ đô La Habana. Hôm qua, lệnh giới nghiêm vừa được ban bố tại thủ đô nước này nhằm hạn chế sự gia tăng ca mắc mới. Đáng lo ngại, nhiều người nhiễm COVID-19 đã được chữa khỏi nhưng sau đó lại tái nhiễm. Các nhà khoa học tại Mỹ và Hồng Kông, Trung Quốc đã xác nhận các trường hợp này. Do đó, các chuyên gia cảnh báo, những người từng được chữa khỏi COVID-19 không nên tự cho rằng mình đã miễn dịch trước căn bệnh này.